gửi đến một nhạc phẩm về mẹ, bóng dáng mẹ hiền của nhạc sĩ Hà Châu. Xin mời quý vị lắng nghe. Sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là
thiệu một nam ca sĩ. Anh đã trở lại với chương trình và với một bài hát tân cổ mới. Quý vị xin hãy dành một tràng pháo tay cho ca sĩ Kim Tiểu Long ạ. Vâng, một người anh trai rất là có tâm đắc với con. Anh đã giúp đỡ cho con trên con đường nghệ thuật rất là nhiều ạ. Tại vì cái bài hát này là cái bài hát Phật giáo mà Trúc Mai có mời Kim Tiểu Long thâu trong CD mới. Nhưng mà bài mới quá thì con không có dám hát, nhưng mà Trúc Mai nó hát đại thôi. Bây giờ cầm văn bản vừa hát vừa cho bà con nghe có được không ạ? Được thì dỗ mai dùm mà không biết thấy được hay không thôi ạ. Ác quá. Bài hát được mang tên Mẹ Từ Bi. Dạ, bài hát tân cổ do nhạc sĩ Trúc Linh và phổ thơ và nhạc tân cổ Nguyễn Tâm. Dạ, bà con vỗ tay cho Kim Tiểu Long hát hay hơn. Bài mới rất là mới luôn. Được không anh? Lên đi. Anh lên mẹ đi. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người thiết tha, con xin nguyện cầu quê hương là dòng sông mang trong trăng vàng rồi xa. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mù tâm tối bao cảnh đỏ đài mê mùi dung sanh, mẹ chẳng quản ngại gì dường tiếng kêu ta, dù đi tận nơi đâu đất năm châu bốn bề gọi ta mà trăm kẻ khổ đau, nhờ mẹ tâm từ ba sắc vàng hoàng soi đêm đắm tôi, xóa tan mây mù bao vây phủ trùm trần gian. Từ thuở xa xưa vô lượng muôn kiếp trước, ngài đã đắc quả Như Lai hiểu chánh pháp kinh truyền.
hồi hộp cũng chưa. Mẹ nghiêng quán thế âm, giọt nước canh dương xóa dịu lầm than. Mẹ nghiêng quán thế âm, đem đến an vui xóa sạch buồn. Gấp nơi bình yên, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương, cứu độ trần gian. Quý vị ơi, cái bài hát này là do chính ca sĩ Quyền Tâm là người đã sáng tác thần tượng cổ nên là Trúc Mai cùng với Kim Tiểu cũng chưa bài hát mình mới vừa sáng tác xong thì ngẫu hứng hai anh em lại đến đây để trình bày giúp cho chương trình được Quyền Tâm nói sao?
sao Tâm trả lại nói đây gần anh mới nghe. Xe ai đậu nhập ăn bị thô hả? Những cái xe đậu nhập ăn đang bị tích cực. Ồ, ai đang đậu xe bên nhà băng thì đang...